Nghe giờ thấy mình tưởng đâu là cái gà. À, miếng heo quay. Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì trưa hôm nay thì em đi ăn trưa. Đang đi trên đường Sư Vạn Hạnh đây. Ở đây có cái khách sạn 5 sao nè, Windsor nè. Thì nhân dịp ngày lễ tao anh chích chúc cô chú anh chị các bạn mình ở xa xứ có một ngày lễ thật là ấm áp bên gia đình nha. Ở đây thì không có ngày lễ đó. Ở đây thì nếu mà ai có tôn giáo thì đi chỉ đi đi lễ nhà thờ thôi. Đang đi trên đường An Dương Vương nè. Hiện tại thì chắc mình đi ăn cơm gà Hải Nam nè. Ở nước ngoài thì gà Tây. Mình đang ăn gà ta. Quán cơm gà Hải Nam này nằm ở trên đường Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo quận 5. Bổ sung thêm một cái địa điểm để các anh chị các bạn nào có đi về Sài Gòn thì ghé ăn thử. Đường đường Mẫn Đạt. Đường Mẫn Đạt đi đến Nguyễn Trãi. Rồi đến Trần Hưng Đạo. Nếu các anh chị nào đi ở khách sạn đường Nguyễn Trãi này thì đi đến đường Trần Đạo thì rất là gần ha. Đi bộ lại khoảng chừng vài trăm mét. Bây giờ là 12 giờ trưa. Ủa, trái hả? Chưa tới Trần Đạo mà không quẹo lộn. Đây, khách sạn Nam Y đây. Khách sạn này cũng rất là sạch sẽ. Đi từ khách sạn đó đi quẹo phải tới Trần Đạo quẹo phải. Đây, từ thành đó là khách sạn của là Trần Đạo. Ở đường Nguyễn Hữu Đạt này có rất là nhiều cái quán hủ tiếu mì làm theo phong cách Đài Loan, Hồng Kông rất là ngon. Để nào có dịp review cho các anh chị xem cho vui. Rồi tới ngã tư Trần Đạo. Trên đây là cái chung cư 1009 nè. Chung cư chị Xuân đã ở. Rồi bây giờ tới chỗ này các anh chị các bạn ơi. Đây có địa chỉ là 934 Trần Hưng Đạo, phường 7 quận 5. Đây có xá xíu nè. Xá xíu với gà. Đây đây có gà heo quay. Rồi xá xíu. Không gian quán rất là đông nha. Đông sạch sẽ nữa. Đó. Em ăn gà luôn hả? Gà hết. Liều dữ. Gà chứ không gì. Gà vài cái miếng vài nữa. Nào rồi. Ổ cơm gà là như hộp. Quá trời, nhìn hấp dẫn quá chụp này. Đó. Có cái hộp gì vô rồi. Rồi rồi. Ổ gà là như hộp em. Gà đấy là chiên có 4 hộp. Dạ đúng rồi. Bằng giá luôn hay sao?
xá xíu rồi bằng giá hết anh. Đâu có xé là xá xíu rẻ gà. À. Gà này có thêm là 60. À. Còn là 55. Xá xíu hay 55. Ủa, em thấy có cái gì nữa? Lòng á là pha lấu hả? Pha lấu, lòng rồi heo quay, vịt quay, gà lũ. À. Để biết biết lần sau mình order giao tới. Hồi nãy em không ăn heo quay hả? Nó nhìn miếng heo quay hấp dẫn quá. 60k. Có canh gì không anh? Có canh cải kèm theo rồi. À, có canh cải rồi. Canh khác là canh con biển. À. Nó là canh kèm heo nữa. Sợ không hết quá trời luôn. Nhìn hấp dẫn chưa? Ủa ở đây trên Nguyễn Tri Phương là một hay sao? Không, không, khác hả? À? Cùng cùng món đó thôi, khác chủ phải không? Chỗ nào cũng khác đó, không ai giống ai hết nha. À, à vậy hả? Kia cũng là 2 năm Singapore. À. Đây là Việt Nam. À, Việt Nam. Là có chung tên Hải Nam thôi. Mà đây nhìn thấy hấp dẫn hơn nè. Nhìn miếng heo quay chảy mỡ. Ủa có gà luộc là à, thay gà luộc thì gà chiên phải không? À, thay gà luộc thì ăn gà chiên. À đúng rồi. Này ấy mình tưởng đâu là cái gà. Nhưng mà đúng cái món đó là gà luộc. À. Miếng heo quay. Nhìn tấm thớt khủng hoảng. Lên kệ. Có vịt quay nè. Rồi mình đi về ăn nha quý vị ơi. Rồi, thành phần hôm nay gồm có hộp cơm gà, nhà bịch canh. Canh này canh này thuộc họ canh đại dương, nhưng nó không phải là canh đại dương, nó cũng có vẻ hơi chất lượng chút. Tôi mới phi hành tỏi á mà. Đây. Cái bên thì có ông bán hủ tiếu, ngày nào cũng phi tỏi 11 giờ là bắt đầu phi tỏi. Tra tấn cho tới 12 giờ đi ăn cơm thôi. Lùa qua bên, lùa qua. Kia đồ ăn đi chị. Hủ tiếu kìa. Thôi em lấy chén nè, anh sang cơm nha, em bớt anh. Thôi ăn đi, không ăn. Ăn không hết, nãy kêu nhiều cơm lắm nè. Ủa sao bật ăn đi. Nên mua hộp cơm thêm. Ăn nè. Hộp nhiều cơm. Ăn đi, ăn đi. Đi hủ tiếu ăn đi. Ăn ngủ đi nghỉ ngơi đó bà chị. Không ăn đi. Thành phần cơm là vậy không? Diễn viên hôm nay gồm có Dương Quân, Phi Nhung, nhà Dương Minh Lộc. Rồi mời bà con dùng bữa nha. Đây là cái nước sốt, không biết là nước sốt gì đây. Nước mắm gừng. Mắm gừng hả? Ừ, mắm gừng á. Nếm thử. Không mặn, thơm mùi gừng với nó sệt sệt, không biết có mỡ gà hay sao. Không ta, không phải mỡ gà. Dùng bí quyết là nước mắm, chỉ biết mùi gừng. Người ăn chỉ biết có món gừng. Cơm thì nấu bằng nước luộc gà. Cơm ngon.
thì nó khác, cái hộp cơm gà 35.000 chỗ nào. Phút thứ tư có ăn gà bỏ này. Bỏ cũng lớn à. Ừ. Tôi ăn dám được. Thì được. Không ăn đây. Dao quan trọng. Ăn dám được. Ăn cho mỡ. Hộp cơm gà này có giá là 60.000. Do mình kêu nhiều cơm ăn cho nó no. Còn cơm bình thường là 55.000. Này bóc nó ngon. Lắp lắp luôn đó. Gà này ta luộc xong là máy chiên nên bên trong mình thấy thịt nó không bị khô. Còn lọc đảo nó sót vô luôn hả? Ừ. Mình thử lắp trước. Cái bịch canh này ngon. Một canh dày đặc. Chỗ đó bán đông ghê. Dân phòng ăn nhiều. Chỗ đó tưởng đâu chứ chung cái chỗ cơm gà trên những chị Phương chứ. Vậy là khác. Thịt gà rất ngọt. Ở nước ngoài ăn gà Tây, mình đem mình ăn gà ta. Vui không phát biểu gì không? Ăn phát biểu gì? Ăn đấu tập trung chung môn ăn. Lòng phát biểu gì không? Ngon. Cái da nó giòn giòn, khó. Phi Nhung có ý kiến gì không? Ăn tập trung ăn không? Ừ. Thịt gà này ăn ngon nhưng mà nó không có mức cơm này nữa. À, cái cơm trắng này ngon. Này là cơm nó nấu bằng nước luộc gà. Ta để cái gì lên nó vàng vàng, nó hấp dẫn. Chứ phải chiên, cơm nấu với cơm chiên. Bữa nay các diễn viên đói quá nên tập trung chuyên môn dữ lắm. Ở đó có pha lấu gà nghệ chiên, gà luộc, heo quay. Giá dao động chừng 50.000. Ngon giọng đó khu Đức Phát này. Bánh bao Đức Phát và dịch quay Vĩnh Phong này. Nguyên đường mình vẫn đẹp à. Nguyên con đường ăn uống. Ở khu đó là khỏi thở đói. Bình dân. Có chỗ này là hơn bình dân. Nước ăn canh. Ngày đói dữ lắm. Ăn thích trước, ăn hôm trước. Dễ nhất hả? Vậy với người ta, em ăn cơm nửa hộp, lò 8 thì nó hết, không tới bịch canh. Có nhiều chuyện,
lựa bình canh là đặc nhất. Ngàn cái bịch canh ngọt ngọt. Hai chục ngàn là canh ngon biển, canh củ sen. Có một cục thịt, cục sườn trong. Cơm dịp ghê chứ. Đã mua tôm thêm. Tôm thêm hơi bị nhiều. Xong. Hồi nãy là mỗi hộp cơm nó ém thêm 5.000 đúng không? Ém thêm 5.000 cơm. Gần 1 giờ hả? Vậy là nghỉ chưa được nửa tiếng nữa. Không không? Đáng bằng tiền không? Không. Không đáng. Chất lượng nha. Chất lượng. Bỏ bữa giờ vất vả rồi phải không? Ừ. Còn bên canh nè. Nói em ăn no lên. Với sụn gà, sụn gà. Mỗi thường được cái sụn mà bổ lắm. Rồi mọi người cũng ăn xong hết rồi, còn có mình thôi. Rồi, tạm biệt các anh chị các bạn nha, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha, để xem nữa nha. Rồi, chúc mọi người có ngày lễ tạ ơn, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nha.